À, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay lại với Di Động Hữu Phúc. Chúc anh em có buổi sáng làm việc thật là hiệu quả nha. Clip hôm nay mình sẽ đến với anh em cũng nhiều máy đó. Anh em nào ưng con nào thì cứ quan tâm theo dõi kỹ clip trước khi gọi điện đặt máy nha anh em. Để tránh trường hợp trục trặc vấn đề sau này ha. Tại vì máy thì mình nói thực sự anh em là mình quay rất kỹ trong clip. Nên anh em mua máy thì chọn rất là dễ nha. Khỏi mấy công mới nói là anh Phúc ơi quay lại cho em cái con này chụp em con kia mấy công, tự nhiên mình quay clip đã quá rõ ràng rồi, anh em cứ coi clip đặt máy là em mình thấy là thật sự là quá đơn giản đó anh em, và nó dễ hơn anh em cứ coi hình thức tình trạng mình đã quay kỹ rồi. Thì con máy đầu tiên trong clip này thì con Nokia 3.1 anh em. Đây, mình sẽ quay kỹ cho anh em xem tình trạng máy ha. Nokia 3.1 máy thì nói chung là ngoại hình đẹp anh em, đó vỏ rất là ok nha, vỏ nét xuất sắc gần như không có máy đâu. Con này quá đẹp, kính này đẹp keng này, chưa có vết trầy này. Nokia 3.1 nha. Đó, máy rất là ok luôn anh em. Màn hình 5 inch 2, RAM 3, bộ nhớ 32 nha. Pin con này 2990 là nó khoảng 3000 đó. Đó, máy ok luôn. Nokia 3.1. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo nha anh em. Giá 1 triệu 2 nha. Kính không có trời nha anh em. Giá 1 triệu 2 để anh em mua này ha. Quy định mua máy bên mình thì anh em cũng biết nha. Cọc trước cho mình cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Và cọc trước cho mình cái cọc 100k cho những máy trên 1 triệu. Anh em vui lòng mua sẵn cọc trước để mình kết cái máy nào là alo trực tiếp luôn nha. Để mình lấy máy khỏi phải chờ đợi nha. Alo lắc máy công. Còn máy thứ hai trong clip này là con G7 Pro anh em. Con này vỏ đẹp nha. Này là vỏ nói chung là ok luôn. Con này màn thay nha anh em. Màn thì mình đã thay màn mới rồi. Dòng 3AC mà xài chung đó anh em. Tại vì máy con này nó thực sự là màn nó hư hết. Còn mỗi cái tự màn nó cũng dễ bé, anh em xài phải cẩn thận. Tự dòng ri bé rồi màn nó mỏng nha. Nhưng mà xài rất là sướng. Màn hình 5.5 inch, RAM 3, bộ nhớ 32. Pin con này 3600 nha anh em. Đó, máy thì ngoại hình còn đẹp tầm 98. Vỏ rất là đẹp nha. Đó, anh em thấy quá ok luôn. Mượt, rất là mượt, bao anh em mượt luôn. Pin hết rồi, tí mình sạc pin à. Tí mình sạc pin luôn con này. Ri 7 Pro. Con này tính anh em giá của nó 1680 thôi. 1680 nha anh em. Đó, kèm sạc giá ngự lực đầy đủ cho anh em trước khi gửi máy. 1680. Tiếp theo clip là con Meizu M3S này anh em. Meizu M3S màn hình 5 inch, RAM 2, bộ nhớ 16, pin 3000, nói chung ngoại hình còn đẹp, tầm 98, vỏ không có sót trời luôn anh em, vỏ không trời, kính này đã dán keo rồi, không có trời luôn. Meizu M3S, con này để anh em 980k, 980k kèm sạc nha anh em. Tiếp theo cho anh em là con Samsung Note 5, Samsung bán hàng này, LTE này. Note 5 máy riêng. Nói chung ngoại hình đẹp anh em. Đó. Ngoại hình còn quá ok luôn. Màn ám nha anh em, màn có ám nha. Ám hai góc này, đó. Nhưng mà chơi game thì con này chuẩn luôn, không vấn đề hết nha anh em. Mọi chức năng hoạt động tốt hết. Đó, camera cực nét luôn. Con này màn hình 5.7, RAM 4, bộ nhớ 32. Pin 3000 nha anh em. Bút biết còn nguyên hết nha. Đó. Còn đủ hết. Màn ám nha, có sao mình nói vậy ha. Quay kỹ trong clip anh em coi đó. Kỹ trong clip là chốt là alo cho mình nha. Một con duy nhất thôi, tính em giá 1630. Nhanh gọn nhẹ, 1630. Quá bèo cho một con Note 5. Anh em nào cần thì gọi liền trực tiếp cho mình nha. Số thoại đặt máy là 0355 356 356. Tiếp theo là con Samsung A10s. Đây. A10s máy ngoại hình này còn đẹp keng sao beng luôn. Nguyên zin. Keng sao beng A10s. Con này cấu hình màn hình 6.2. Màn hình 6.2, RAM 2, bộ nhớ 32. Pin 4000 nha anh em. Pin 4000 A10s này anh em, đó. Máy thì không có vết trầy luôn.
đẹp tầm 99 luôn rồi anh em, con này này đẹp phải 99 chứ không phải đùa như con này nha, quá ok luôn, có cái ốp lưng kèm theo cho anh em luôn, giá 1990, 1.990.000 anh em, A10S. Tiếp theo cho anh em là một con Realme 3, giới thiệu điện thoại này, Realme 3 này, bản RAM 464, bản RAM 464, kính cường lực ở bên rồi, tí mình lột ra luôn, mình dán lại cho anh em nha. Vỏ sau thì có nhăm nhăm do xài ốp lưng, đó, Realme 3, Realme 3, con này là cấu hình của nó là màn RAM màn 6x2, RAM 4, bộ nhớ 64, pin của nó là 4230, và để anh em giá 1670 nha, 1.670.000. Kèm sạc nhắn lực cho anh em lần lại này đủ hết. Tiếp theo clip là một con Rebellus Gold. Rebellus màu gold nha anh em. Con này vỏ nó hơi xấu, không được đẹp kem đâu. Con nào sao thì nói dạy cho nó rồi dễ dàng cho anh em mua máy. Đó, có cắn này. Rebellus. Màn đã thay màn mới rồi. Đó, màn thay sáng đẹp cho anh em. Rebellus màn hình 6 inch 5.5 inch, RAM 4, bộ nhớ 32, pin 3000. À, RE710. Còn Rebellus để anh em giá là 1.750.000 nha anh em. 1.750. Cho con Rebellus này nha. À, máy thì ngoại hình ok luôn. Tiếp theo clip là con Huawei Nova 3i. Con này mình hay có nha. Ngoại hình này đã dán keo rồi, nói chung đẹp. Màn đã dán cực lực luôn. Nova 3i. Con này anh em xài là cũng biết nha, xài rất là mượt sướng nha. Màn hình con này 6 inch 3, RAM 4, bộ nhớ 128GB anh em. Bộ nhớ rất là khủng nha, 128GB. Pin con này là 3340. Đó, pin 3340mAh. Xài cũng được chứ không phải là quá trâu. Đó, đường cái là RAM với bộ nhớ rất là lớn, RAM 4, bộ nhớ 128GB này xài đã chuẩn rồi anh em. Mọi chức năng thì xài ok hết. Đó. Cấu hình rồi là mình chỉ làm test nhẹ nhẹ cho anh em coi. Huawei Nova 3i. RAM 4 của nhớ 128. Đó. Rồi, con 3i này để anh em giá 2.200.000 nha. 2.200.000 kèm sạc, dán cường lực cho anh em đầy đủ ha. Tiếp theo thì mình có một con Realme 5 Pro. Realme RAM Pro bản RAM 8 của nhớ 128, vỏ đẹp, thằng 9798. Rồi, màn ring vỏ ring nguyên hết. Realme 5 Pro, Realme 5 Pro bản ra Snapdragon là Qualcomm SMD FDM 712, bản RAM 8 bộ nhớ 128GB Pro luôn, máy này quá khủng luôn. Cấu hình quá trâu bò luôn anh em. Đó, camera wifi các kiểu. Camera cực sắc nét luôn. Quá nét luôn anh em. Đó, quá rõ nét ha. Realme 5 Pro, con này RAM 8 bộ nhớ 128, màn hình 6 inch 3, pin con này là 4035 nha anh em. Để đem 3.700.000 nha. 3.700.000. Cho con Realme 5 Pro. Còn rất đẹp, tầm 97-98. Tiếp theo là con Xiaomi A2. Xiaomi A2. Máy đẹp nha anh em. Con A2 này thì máy nói chung là đẹp tầm 98-99 chứ không phải là bèo. 99 hơi quá, 98 thôi nè. Tại vì vỏ sau nó còn có nhăm nhăm này, do xe ép lưng này. Đó. Nhưng mà ngoại hình nói chung thực sự anh em là bao đẹp cho anh em. Kính này không có trước này. Xiaomi A2. Kính có 1-2 cộng lông mèo cực nhẹ. Đó, màn rất là sáng nét đẹp. A2 nha anh em, RAM 3 bộ nhớ 32. Màn hình 599. Pin con này 3000 nha anh em. Pin 3000. Mọi chức năng ổn định, hoạt động tốt cho anh em. Camera trước sau rõ. Rồi ok,
Con A2 này để anh em giá của nó là 1.790.000, 1.790.000 anh em. A2 một con duy nhất nha. Xiaomi A2. Tiếp theo cho anh em là một con iPhone 7 Plus màu đỏ. iPhone 7 Plus màu đỏ. Máy zin đẹp nha anh em. Một chức năng hoàn hảo nha. Mình sẽ test đầu tiên là Wi-Fi. Đó, bắt tốt cho anh em. Vân tay. Máy cái này quốc tế, bao cho anh em xài thoải mái nha. Quốc tế trọn đời nha. Tại vì máy này máy đúng chuẩn rồi. Bộ nhớ coi bao nhiêu. 32GB máy Mỹ. 32GB Mỹ nha anh em. Nói chung iPhone là hiện tại mình chưa có nhập lô nha, chỉ có máy thu khách hoặc là máy cầm thanh lý thì mình sẽ thanh lý cho anh em, chứ thực sự máy nhập lô giờ thì mình hiện tại chưa có. Vài bữa nữa mình sẽ về lô máy iPhone và máy Xiaomi đời cao, cũng như là những cái máy hàng rất là nhiều. Anh em quan tâm bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới nhất chuẩn bị ra của mình, bảo đảm cho anh em những cái máy anh em sẽ ưng ý, nhất là dành được những tín đồ chơi game nha, là dòng Xiaomi chơi game từ 1 triệu, 2 triệu, trừ máy 2 triệu trở lên cho tới 4 triệu là chuẩn bị mình về rất nhiều. Anh em quan tâm thì nhớ bấm đăng ký để đón xem những clip mới từ kênh di động Hữu Phúc này của mình nha. Đó, con này nói chung là chức năng ok rồi. Mình coi cái pin nó thử bao nhiêu phần trăm nữa là xong. Pin 98 nha anh em. Pin 98 thì anh em xài ổn định rồi. iPhone 7 Plus màu đỏ. Cái bản hiếm nha anh em. Bản gọi là bản limited á, bản hạn chế á. Limit. Bao 2GB riêng đẹp, giá 5 triệu 6 kèm sạc cho anh em. 5 triệu 6 dán cực lực kẹp sạc cho một con lút bay lút đỏ đẹp. Ok nha anh em. Tiếp theo thì mình có con máy tính bảng thôi, xả giá cho anh em luôn. Máy tính bảng Lenovo 7 inch. Máy thì ngoại hình kính đẹp keng, lưng thì có một hai vết nhăm nhẹ nhẹ do bằng chướng. Này, hoạt động hoàn hảo. Zalo, Facebook cũng như YouTube anh em xài thoải mái nha. Còn để anh em giá 1.230.000 thôi. 1.230.000 cho con máy như mới. Tab Lenovo 7 inch. Tiếp theo là em Samsung A20s full box nha anh em. Sưu tầm được một con A20s full box cho anh em. Máy kép cấp cáp. Máy đẹp. Con này thì cái kính camera ngay đây thì có trời nhẹ nhẹ thôi, lông mèo như vậy này anh em thấy không? Đó. Lưng đẹp kem, máy riêng. Đó, kính nó gần như không có xước xát hết nha anh em. Đó, riêng nguyên. A20s hoàn hảo chức năng. Vỏ ở đây có trời trời nhẹ nhẹ đây góc này. Bắt đầu nhâm nhâm gì vậy. Còn nắp lưng thì cực đẹp. Kính cực đẹp luôn. A20s full box. Màn hình 6.5 inch, RAM 3, bộ nhớ 32. Pin 4000 nha anh em. Con này pin 4000. A20s này, pin 4000, chức năng hoàn hảo nha. Ok cho anh em luôn. Mấy con này như máy mới rồi anh em, khỏi phải lo. Camera cực nét luôn, cực sắc nét. A20s full box để anh em giá 285.250, bao ship tận nhà. Tự máy nó full box rồi, mình không có tốn sạc thêm, mình bao ship cho anh em luôn, tận nhà cho anh em luôn nha. 285. Tiếp theo là con Vivo U10 full box luôn, mới kem. Con này đặc biệt không có một vết xước nào luôn nha. U10. Con này ốp lưng còn nha anh em nè. Ốp còn. Kéo cáp riêng. Kéo cáp riêng. U10. Máy như mới. Mới sao nói vậy anh em. Con này mới sao là nói vậy luôn. Mới thắng chân tân tình anh em luôn. Đó. Vivo U10 nha. Màn hình 6.35. RAM 4. Bộ nhớ 64. Pin 5000. Đó. Máy mới rồi. Không có giới thiệu nhiều nha anh em. Máy mới thì không có giới thiệu nhiều. Ken sao ben luôn vậy rồi. Mới luôn thì mình không có giới thiệu nhiều nữa. Để anh em giá 2.7 triệu nha. 2.7 triệu, bao ship tận nhà. 2.7 triệu giá quá yêu thương rồi anh em. Cần thì kết nối liền lập tức nha anh em. Chỉ có một con duy nhất thôi. Vivo U10 RAM 4, 64, pin 5000. Màn hình thì 6.35. Đó, giá full box như này. Còn có 2.7 triệu thôi. Bao ship tận nhà. Và đặc biệt trong clip hôm nay thì mình có một con Note 10 Lite. Samsung Note 10 Lite full box
Con này mới mua thế giới động ra được tầm 1 tháng, cầm đồ thanh lý luôn. Cầm đồ thanh lý luôn cho anh em. Note 10 Lite. Máy thì không có bàn cãi nhiều nữa anh em. Như mới vậy. Thánh thần nha anh em vậy rồi. Đó, như mới. Cáp cáp. Cáp cáp đầy đủ. Máy như mới luôn. Cái bàn này xài rất là kỹ nha, đã dán cái bạc sâu bằng keo trong luôn anh em. Đây. Dán keo trong chứ không phải trời nha anh em. Đây này. Có dán keo trong luôn, chưa lột. Ốp lưng còn nguyên của Note 10 Lite, bán riêng nguyên. Rồi. Bút biếc rồi còn nguyên hết. Như máy mới. Bảo hành còn gần 12 tháng. Đó. Camera thì cực sắc nét rồi. Anh em coi camera này. Đó, nét kinh khủng khiếp không? Đó. Camera quá nét nha. Trước sau. Note 10 Lite. Máy mới, như mới luôn. Màn hình 6.7, RAM 8, bộ nhớ 128, pin 4.500 nha anh em. Pin 4.500, máy có full box đầy đủ cho anh em. Mua thì anh em khỏi lo, Note 10 Lite. Mọi chức năng thì khỏi lo rồi, tự nó máy mới mà anh em. Anh em nào mua trúng cái máy này thì bao anh em luôn là ư như máy mới. Tự lâu lâu mới có con cầm đồ mà giá tốt như này nha. Con này đến nay giá 8 triệu 2 nha. 8 triệu 2 bao ship tận nhà cho anh em. Anh em đừng có soi những máy mà xài lâu nha, hoặc là trời xước, con này thì như mới không có vết trời luôn. Kính thì cường lực đã dán từ thế giới động ra rồi. Đó. Như mới luôn. Note 10 Lite. Giá 8 triệu 2, bao ship tận nhà cho anh em. Rồi clip này mình xin tạm dừng ở đây. Chúc anh em có buổi sáng làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Nhớ đăng ký kênh nha anh em để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình. Thằng ấy chào hết tất cả cả nhà mình luôn.